sốt cực căng. Hai hãng ví cứng Trezor và Ledger vướng phải tranh cãi về tính bảo mật. Ví Trezor bị fake. Theo báo cáo bảo mật của hãng phần mềm chống virus là Kaspersky được Google Blockchain đưa tin lại, thì một người dùng vừa trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo vô cùng tinh vi liên quan đến ví Trezor. Cụ thể thì người dùng này đã đặt mua một chiếc ví cứng Trezor Model T thông qua trang web bán hàng được quảng cáo là vô cùng uy tín và nổi tiếng. Sản phẩm nhận được thì hoàn toàn giống như ví hàng thật giá thật, hoạt động trơn tru và đầy đủ chức năng. Thế nhưng khi mà nạn nhân chuyển 1,3 Bitcoin của mình vào ví thì số crypto của người đó đã bị chuyển ra ngay lập tức. Đội ngũ của Kaspersky thì ban đầu cũng không tìm ra được bất kỳ điểm khác biệt nào giữa ví fake và ví thật vì bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Đến khi họ mở ví ra để kiểm tra phần cứng thì mới phát hiện là ví điều khiển MCU của ví đã bị tráo đổi. Ví Ledger có cửa hậu. Chưa hết sức với Trezor thì ví Ledger cũng dính nghi án có cửa hậu. Khác với trường hợp mua hàng fake kể trên thì ví Ledger đang vướng phải nhiều nghi vấn xoay quanh tính năng mới tích hợp của mình là Social Recovery. Cụ thể thì Social Recovery là cập nhật mới của ví Ledger Nano X, mã hóa chuỗi sheet phrase thành 3 phân đoạn và gửi đến 3 thực thể hay là tổ chức khác nhau. Ba bên này sau đó thì có thể ghép lại thành chuỗi sheet hoàn chỉnh để người dùng có thể xác minh ID. Ý tưởng về tính năng phân quyền cho ví như vậy thì rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng người dùng lại đang nghi ngờ rằng tại sao Ledger có thể mã hóa sheet phrase của người dùng và gửi nó ra ngoài, trong khi họ không yêu cầu người dùng nhập lại sheet phrase khi bật tính năng Social Recovery. Các ví cứng như là Ledger hay là Trezor thì là các ví phi lưu ký hay là non-custodial, không có bên nào có quyền lưu trữ, truy cập và sử dụng ví của người dùng. Do vậy cho nên là việc Ledger có thể gửi sheet phrase ra ngoài thì làm cộng đồng hoài nghi rằng Ledger vốn dĩ đã lưu trữ thông tin sheet phrase này từ đầu. Thêm một bằng chứng nữa là Ledger đã cập nhật thêm Social Recovery vào ví Nano X đã sản xuất từ trước, chứ không phải là các ví sắp sản xuất ra, nghĩa là ở trong các dòng ví của hãng từ trước đến nay thì đã có một backdoor hay là cửa hậu để lưu lại các sheet phrase trên. Vì vậy cho nên là cộng đồng mạng tin rằng đến nay thì chỉ cần cập nhật thêm các thông tin là ví Ledger đã có thể gọi ra những thông tin đó để mã hóa. Ledger thì đã phản hồi mập mờ với thông tin này. Phía Ledger thì chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về các thông tin bất lợi này. Tuy nhiên, cá nhân nhà đồng sáng lập Ledger thì đã có một vài bình luận gây tranh cãi ở trong cộng đồng Reddit. Cụ thể là khi một người dùng đặt câu hỏi về việc Ledger có cửa hậu hay không thì tài khoản Bitship của đồng sáng lập Ledger đã trả lời như sau: các key của bạn luôn được lưu trữ ở trong thiết bị và không bao giờ chuyển đi. Nhưng sau đó thì lại bình luận trái ngược rằng thiết bị thì sẽ gửi đi các phân đoạn được mã hóa của sheet phrase đến các công ty khác nhau nếu như bạn sử dụng tính năng Social Recovery. Vậy là key vẫn có thể được chuyển đi hay không? Nhà đồng sáng lập này thì còn khẳng định một cách chắc chắn rằng không có một backdoor nào, thế nhưng lại không thể chứng minh được. Có vẻ như Ledger nên đưa ra một tuyên bố chính thức về vấn đề để giải đáp thắc mắc của cộng đồng hơn là chỉ đi bình luận giải rác trong Reddit như vậy.